Đào là một trong những loại quả của mùa hè. Tháng 6, tháng 7 hàng năm cũng là thời điểm đào chín rộ, quả thơm, ngon nhất. Với vị ngọt thanh, quả đào không chỉ ngon miệng mà còn có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Theo nghiên cứu của y học hiện đại, quả đào chứa các chất chống oxy hóa rất quan trọng trong việc duy trì một cơ thể khỏe mạnh. Thành phần chủ yếu có trong quả đào gồm các loại protein, chất béo, các loại đường gluco, glucosa, đường saccharose, caroten, vitamin B1, B2, C, PP và các chất sắt, canxi, phốt pho. Lượng chất chống oxy hóa trong quả đào giúp hỗ trợ duy trì hệ tiết niệu và tiêu hóa. Nó cũng được coi là một chất làm sạch và giải độc cho thận. Quả đào có hàm lượng chất xơ cao, chủ yếu là chất xơ không hòa tan, có lợi cho sức khỏe tim vì nó rút nước và làm tăng khối phân, giúp ngăn ngừa ung thư đại tràng. Việc làm sạch ruột cũng làm tăng lượng chất dinh dưỡng được cơ thể hấp thu và thải độc cho cơ thể. Chính vì thế, chất xơ không hòa tan có trong quả đào giúp giảm nồng độ cholesterol. Trong thịt quả đào chứa nhiều sắt, chỉ đứng sau quả anh đào. Lượng sắt trong 100 gram đào cao gấp 4 đến 6 lần so với táo hay lê. Và đối với bệnh nhân bị thiếu máu thì đây là một loại quả lý tưởng. Do chất sắt tham gia tạo máu trong cơ thể, cho nên ăn đào giúp thúc đẩy khả năng tái sinh hemoglobin. Theo đó, phòng ngừa thiếu máu do thiếu sắt. Nhiều nghiên cứu dược lý cho thấy chất chiết từ đào nhân ức chế kết tập tiểu cầu. Do vậy, có tác dụng chống đông máu rất tốt và tác dụng tan máu yếu. Bên cạnh đó, quả đào còn chứa amygdalin, emucin. Sau khi thủy phân, có tác dụng trấn tĩnh trên cơ quan hô hấp, giúp trị ho, bình suyễn. Đào cũng giàu vitamin A, có nhiều carotenoid, nên sẽ giúp bạn chống lại các tác hại của tia nắng mặt trời, ảnh hưởng đến mắt. Kali có nhiều trong đào, có tác dụng như một chất điện phân, hỗ trợ rất tốt cho tim, thận, não và quá trình hình thành tuyến cơ. Kali còn có tác dụng điều hòa huyết áp, nhịp tim và dạ dày thông qua việc đảm bảo cân bằng lượng chất lỏng trong các tế bào và đẩy mạnh phản ứng của trung ương thần kinh. Có thể nói là đào thì hiện nay ở nước ta là rất nhiều loại đào. Đào Việt Nam cũng đó, đào nhập từ Trung Quốc lại to cũng có, rồi đào lai mận cũng có. Thế thì đào thì cái quả đào ấy thì nó vị nó ngọt, hơi đắng một chút. Và công dụng của đào là gì, là nó hoạt huyết, đấy, rồi nó thông tiện, đấy, và nó gọi là bồi bổ cho cơ thể. Thế thì có thể nói rằng là quả đào thì thực ra mà nói thì những cái món ăn bài thuốc người ta dùng quả đào thì cũng ít thôi. Chủ yếu là người ta dùng dưới dạng quả tươi. Quả tươi tức là gì? Tức là tôi nói ví dụ như người nào mà hay bị táo bón thì mỗi ngày chúng ta nên ăn 1-2 trái đào. Đấy, hay hoặc là chúng ta có thể là gọi là thái quả đào ra, chúng ta ngâm thêm đường. Đấy, hay hoặc là chúng ta chế quả đào dưới cái dạng mứt, gọi là mứt đào. Thì những cái món đó nó giúp cho vấn đề là hoạt huyết, thông kinh lạc và nó bồi bổ cho cơ thể. Ngoài việc ăn trực tiếp, từ quả đào có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Trong đó, thạch trà đào là món ăn ngon, có cách chế biến đơn giản và rất thích hợp để cho những ngày nắng nóng.
Như các bạn biết thì cái mùa hè này thì là mùa của rất là nhiều loại quả, nhất là như bạn biết là ngoài thị trường giờ có cái quả đào. Thì cái quả đào đấy thì như các bạn biết hiện giờ trên thị trường thì nó có nhiều cái xuất xứ của cái quả này. Thứ nhất là quả nhập từ Trung Quốc về hoặc là quả của Sapa. Thì thường thì mùa này của mình thì là nhiều cái đào Sapa nhất. Mà cái quả đào Sapa thì các bạn khi mà các bạn chọn, các bạn phân biệt giữa đào Sapa và đào Trung Quốc thì nó có một cái nó rất là dễ để nhận dạng này này. Thứ nhất là quả đào Trung Quốc thì nó có cái vỏ nó nhẵn và nó bóng và nó không có cái núm nhọn của cái quả đào. Thứ hai là cái quả đào Trung Quốc thì bao giờ màu của nó cũng rất là sặc sỡ và nó nhìn nó rất là bắt mắt. Thế nhưng mà ngược lại thì cái quả đào Sapa của ta thì nó không có những cái màu sặc sỡ mà nó chỉ là đơn thuần là một cái quả đào màu nó có một cái màu xanh và nó có một cái lớp lông rất là mỏng ở trên cái phần quả đào, và chúng ta sờ và chúng ta cảm giác rất là rõ ràng cái lông đấy nó mịn, và cái phần cuối của cái quả đào thì bao giờ nó cũng có một cái, các bạn nhìn thấy là nó vuốt nhọn ra chứ nó không tròn và mịn như là của cái quả đào Trung Quốc. Nên là khi mà các bạn chọn thì các bạn sẽ chú ý cái phần đấy cho tôi. Như các bạn biết thì đấy, thì làm cái quả đào này thì chúng ta ăn tươi bình thường vào những cái ngày nắng nóng như này thì cũng rất là mát. Thì ngoài ra thì chúng ta có thể làm những cái món như đồ uống, ví dụ như là các bạn làm cái trà đào thì hay là làm cái thạch đào. Như ngày hôm nay thì tôi làm cái thạch đào, thì cái thạch đào này thì làm nó cũng rất là đơn giản. Các bạn làm thì các bạn sẽ chuẩn bị cho tôi 500g đào hộp, 1 lít nước lọc và đường. Thì đường ở đây thì các bạn sẽ dùng 250g cho đến 300g cho cái thạch này. Nếu như mà các bạn dùng cái rau câu cá rẻ thì các bạn sẽ dùng 1/2 gói rau câu cá rẻ thì nó tương đương với cả 10g. Còn nếu mà các bạn dùng lá gelatin thì các bạn dùng 6 lá thì nó cũng tương đương với cả 10g rau câu cá rẻ. Chọn quả đào ấy thì là các bạn chọn cho cái món này thì các bạn nên chọn quả đào chín. Thì khi mà chọn đào chín thì các bạn biết rồi, thì cầm cái quả đào nó hơi mềm tay một chút và cái mùi thơm của quả đào nó cũng sẽ thơm hơn là cái quả đào xanh. Quả đào xanh thì chúng ta ăn thì là ngon tại vì là nó giòn, nhưng mà để làm cho món này thì nó lại không thích hợp cho cái độ mềm, nên chúng ta chọn cái quả đào làm sao mà nó đủ chín thì nó sẽ thơm và nó ngon hơn, nó mềm và nó ngon. Thứ hai là các bạn chọn cái, nếu mà các bạn dùng rau câu thì các bạn nên dùng rau câu của các cái hãng mà nó có tên tuổi, ví dụ như là của như ở đây tôi dùng cái rau câu cá rẻ thì là cái này, thì cái rau câu này nó rất là tốt. Còn nếu như các bạn dùng gelatin, lá gelatin thì các bạn cũng phải lựa chọn làm sao cái lá, cái nguồn gốc của gelatin là một là của Úc, hai là của New Zealand thì nó sẽ tốt hơn là cái của Trung Quốc. Tại vì cái của Trung Quốc thì cái gelatin của Trung Quốc thì cái mùi nó hơi khó chịu khi mà chúng ta làm, nhưng mà nguội đi rồi thì là cái độ dẻo, độ giòn của cái gelatin của Trung Quốc thì cũng không thể bằng được cái của Úc hoặc là của New Zealand. Và cái đặc biệt của thằng Trung Quốc ấy là nó hay bị tách nước. Khi mà mình để lâu là nó đổ mồ hôi, nó hay bị tách nước và nó long chân. Còn đâu là của Úc với cả của New Zealand thì nó không xảy ra cái trường hợp đấy, cho nên chúng ta bảo quản nó được dài hơn. Nếu như mà các bạn dùng đào tươi thì các bạn sẽ phải gọt cái phần quả đào làm sao cho thật mịn và nhẵn, và các bạn sẽ xào với cả nước đường làm sao cho quả đào nó mềm, là nó gần như là mứt. Còn nếu như mà các bạn làm bằng đào hộp thì các bạn cũng phải lấy cái quả đào trong cái hộp, cái ngâm ra, và các bạn cũng phải xào với đường để cho cái mùi đào nó thơm hơn và cái miếng đào của ta nó có độ rắn chắc, nó giòn thì bao giờ nó ngon hơn. Đấy là hai cái cách làm giữa đào tươi và đào hộp. Còn cái ngày hôm nay làm cái thạch đào này thì các bạn sẽ sử dụng cho tôi. Thì hôm nay thì tôi làm đào hộp. Thì các bạn sẽ đun cái nước đào lên, đun cái nước cho sôi lên, và sau đấy các bạn cho đường và các bạn cho cái rau câu cá rẻ vào, các bạn đánh cho tan ra. Xếp cái đào vào trong những cái khuôn, các cái khuôn hoặc các cái cốc, và các bạn sẽ đổ cái nước thạch đấy vào và các bạn để trong vào tủ mát khoảng từ 2 đến 4 tiếng thì cái thạch của chúng ta nó sẽ đông lại và chúng ta sẽ mang ra sử dụng được ngay.
Khi mà các bạn sử dụng cái thạch đào này thì các bạn cũng phải chú ý một điều là với những như là cho trẻ con ăn ấy thì các bạn sẽ phải chú ý là không cho ăn nhiều quá, tại vì là cái đào này nó cũng rất là nóng, nó không như là những loại hoa quả khác mát. Thì cái thạch đào này thì là chúng ta làm thì chúng ta để tủ lạnh, thì thực ra thì cái lạnh của cái tủ lạnh thì nó chỉ là đánh lừa cái miệng thôi, chứ còn ăn đào là nóng, cho nên là chúng ta với trẻ con thì chúng ta không nên cho ăn nhiều quá, mà chúng ta chỉ cho ăn một phần nào đấy và chia ra nhỏ ra là nhiều bữa, chứ không nên cho trẻ ăn nhiều cùng một lúc. Thì cái thạch đào này các bạn làm thì các bạn sẽ để vào tủ mát như thế, thì các bạn để được trong vòng từ 4 đến 6 ngày, với điều kiện là các bạn dùng khuôn nào thì các bạn sẽ mang ra các bạn ăn cái khuôn đấy, chứ chúng ta không nên đổ vào một cái khuôn lớn sau đó chúng ta lấy thìa chúng ta sắn ra thì là nó sẽ rất là nhanh hỏng. Tuy là loại quả ngon và có nhiều tác dụng cho cơ thể, tuy nhiên đào cũng là quả có tính nóng. Vì thế, khi ăn quá nhiều sẽ tạo ra nhiệt quá mức trong cơ thể. Do đó, những người bị nóng trong, mắc bệnh về nhiệt, người mới ốm dậy, trẻ em có hệ tiêu hóa chưa hoàn chỉnh cũng không nên ăn nhiều đào. Lớp lông ở vỏ quả đào rất dễ gây ngứa, khiến cho bà bầu dễ bị dị ứng và rát cổ họng khi ăn. Sau đó, nên gọt vỏ quả đào trước khi ăn. Bên cạnh đó, người bị tiểu đường nên hạn chế ăn đào, vì trong quả đào chứa một lượng lớn đường. Cứ 100g đào thì có tới khoảng 7g đường, có thể khiến tình trạng của bệnh càng xấu hơn. Và 12 tháng bảo hành điện tử. Cơ là còn được kêu ra. Cái lỗ không giấy tờ bay nhanh không? Rất nhanh.